Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Thưa quý vị, thưa bà con, sau số 1 chúng tôi phát sóng về lợi ích của việc sử dụng cám có hệ men tiêu hóa Biozym để khôi phục nhanh chất lượng heo thịt. Nhiều bà con đã gọi về tổng đài của chương trình, đó là 1900-6145 để nhờ chuyên gia tư vấn. Thắc mắc của bà con là vì sao heo ăn nhiều nhưng vẫn chậm lớn, lông xù và không bóng mượt. Chính vì thế, chương trình Hiệu suất vàng số 2 lần này chúng tôi chọn chủ đề là những sai lầm làm giảm hiệu suất heo thịt và đâu là giải pháp. Chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay hai vị chuyên gia. Xin được giới thiệu ông Tạ Văn Hùng, Giám đốc Kỹ thuật, Viện Phó Viện Mins, Công ty Masan NutriScience. Xin kính chào bà con. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Vâng, xin chào bà con. Trước những phản hồi của người chăn nuôi, chúng tôi đã tới một số hộ dân để ghi lại câu chuyện thực tế. Và sau đây thì mời hai vị chuyên gia cùng với quý vị và bà con, chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi gửi về. Đây là trại lợn của gia đình anh Hà Đức Thắng ở xã Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là điều kiện chăn nuôi của trại rất ẩm thấp, có khá nhiều ruồi muỗi trong chuồng. Nhà tôi thì có 10 nái, khoảng 50 lợn thịt. Cái chuồng trại thì cũng nói chung là nó lại chóc vá, là từ chuồng bò sang. Chuồng trại của tôi thì là nó hơi ẩm, còn cái mái thì tôi làm thì lúc đấy là nó điều kiện nó chưa có. Và bắn cái tuần này hơi nóng. Bên ngoài thì là nó có một cái mương thì là nó hơi ô nhiễm vào. Bởi bên trên kia nó có một cái bãi rác. Thì là tôi vẫn phải xử lý bằng sát trùng thường xuyên. Tôi phải che cho nó khỏi kín gió. Thời tiết nóng thì tôi thấy là nó nóng và đàn lợn nó nói chung là phát triển cũng hơi kém. Thế bây giờ mong muốn là nhờ các chuyên gia giúp đỡ xem là khắc phục là như thế nào để tăng được cái hiệu quả chăn nuôi để nó cao hơn nữa. Cách trại lợn nhà anh Thắng không xa, chúng tôi tiếp tục đến với hộ anh Phan Văn Ngọc. Tại đây, nguồn nước dùng cho gần 100 lợn thịt được anh Ngọc sử dụng trực tiếp từ hai giếng khoan. Anh tự nhủ rằng chất lượng nước đảm bảo nên dùng trực tiếp cho lợn uống. Tại mỗi ô chuồng, anh Ngọc bố trí một núm uống cho cả đàn lợn xấp xỉ chục con. Nước thì từ giếng khoan lên cho nên là chúng tôi cũng nghĩ là nó là nước sạch để cho con lợn uống. Nên chúng tôi cũng không có là sát trùng, vệ sinh gì để cho con lợn uống cả. Cái núm uống của đàn lợn mỗi một chuồng chỉ có một núm thôi. Tức là không phải là 10 con uống hay là một đàn uống một lúc. Nên là chúng tôi cũng chỉ bố trí một núm. Thế cho tôi cũng chỉ là theo cách của tôi thôi. Tôi cũng mong là các chuyên gia sẽ về tư vấn giúp tôi để có một cái kỹ thuật để tôi chăn nuôi đàn lợn cho nó hiệu quả hơn. Còn đây là trại lợn của nhà ông Dương Cao Bình ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Quy mô chăn nuôi khá lớn với hơn 30 lợn nái và khoảng 200 lợn thịt. Nên cứ 10 ngày, ông Bình sẽ nhập một đợt cám mới. Cám được để trực tiếp ở cạnh dãy chuồng. Mình không có tưới nước vào nó, mưa nó không đến thì cũng độ hút ẩm không chưa thể hỏng được bao cám. Thì mình lại cho ăn hết rồi mình lại thay đổi. Lấy cám mới rồi. Gia đình là làm thực tế nên nó tiện lợi. Sau một thời gian dài bão giá, vẫn còn đó những trăn trở trong cách thức chăn nuôi ở anh Thắng, anh Ngọc, ông Bình. Họ luôn mong tìm ra những giải pháp để nhanh chóng tăng được hiệu suất đàn lợn thịt khi giá lợn đang tăng dần. Và qua những hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi vừa gửi về thì chắc là hai vị chuyên gia cũng thấy là heo chậm lớn, lông xù đúng không ạ? Không biết là chuyên gia Phạm Ngọc Thạch thì có ý kiến như thế nào? Cái nông hộ trên hình ảnh thì theo tôi, ba cái sai lầm lớn nhất đối với các cái nông hộ chăn nuôi heo. Thứ nhất là về chuồng trại. Thứ hai là việc sử dụng nguồn nước. Và cái sai lầm thứ ba là cái chế độ dinh dưỡng. Vâng, vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích từng trường hợp và các chuyên gia cũng sẽ chỉ ra đâu là những sai lầm mà những hộ chăn nuôi đang gặp phải. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về hộ chăn nuôi số 1. Không biết là chuyên gia Tạ Hùng thấy là những vấn đề mà nông hộ đang gặp phải ở đây là gì ạ? Nhìn chuồng trại thực tế của anh chị chăn nuôi này thì chúng ta dễ thấy có một số cái vấn đề. Thứ nhất là mái thấp, thành ra chuồng trại nóng bức và không có thông thoáng.
sẽ làm cho cái độ nóng của chuồng sẽ nóng hơn. Bố trí quạt đó là chúng ta phải bố trí cho nó phù hợp và cũng như là những cái hệ thống làm mát khác để chúng ta giải quyết về cái môi trường nuôi không thích hợp. Trong cái điều kiện như vậy thì đàn heo sẽ rất dễ xảy ra bệnh tật. Đó là những vấn đề mà nông hộ số 1 gặp phải. Còn với nông hộ số 2 thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch sẽ phân tích dựa trên hình ảnh ạ. Tôi thấy là cái nông hộ thứ 2 mắc cái sai lầm hết sức nghiêm trọng trong quá trình sử dụng nước trong chăn nuôi heo. Sử dụng một số cái nguồn nước mà giếng khoan hoặc là giếng đào, nhưng cái nguồn nước đó là không kiểm tra các cái chỉ tiêu vi sinh vật và không kiểm tra các cái tính chất về kim loại. Do vậy là cái nguồn nước thường nhiễm vi sinh vật và nhiễm kim loại. Và khi mà nguồn nước bị nhiễm bẩn, nó ảnh hưởng rất lớn tới cái sinh trưởng phát triển của đàn heo. Và đặc biệt là nếu mà nhiễm bẩn quá lớn thì sẽ sinh ra các cái bệnh dịch trên đàn heo. Vấn đề thứ hai là cái lượng nước cung cấp hàng ngày cho đủ cái cho đàn heo uống vẫn chưa đủ. Khi mà nước không đủ thì chúng ta thấy cũng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình trao đổi chất và ảnh hưởng rất lớn tới quá trình tiêu hóa hấp thu và ảnh hưởng rất lớn tới sinh trưởng phát triển của đàn heo. Vậy thì vấn đề ở nông hộ thứ ba là gì ạ? Xin mời ông Tạ Hùng. Trên cái hình ảnh chúng ta thấy được á, hộ dân nuôi họ không có chất ở trên cái pallet hoặc là những cái tấm ván mà kê cách mặt nền. Cái thứ hai là cái chúng ta thấy những cái bao cám này chất sát tường, thành ra khi mà mưa đó thì cái tường nó hút ẩm và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cám bên trong, rất là dễ bị nóng ẩm và cái mùi thơm của cám nó bị giảm đi. Bên cạnh đó thì tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, làm cho heo nó bị giảm ăn, năng suất của con heo cũng bị ảnh hưởng. Nhà chăn nuôi thường hay có cái thói quen là họ dựa vào trong những cái chỉ số dinh dưỡng in trên bao bì để mà họ chọn lựa. Khi mà chỉ số dinh dưỡng trên bao bì mà càng cao á thì họ cho rằng là chất lượng nó tốt, nhưng mà điều này chưa chắc đã đúng. Thí dụ như là một cái tiêu chuẩn về đạm thì đánh giá cái chất lượng của đạm là cái độ tiêu hóa của cái đạm, mà độ tiêu hóa này nó phụ thuộc vào trong chất lượng cung nguyên liệu đối với cái nguồn đạm đó, và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cái năng suất của heo thịt. Thức ăn mà dù có đạm cao nhưng mà khó tiêu hóa thì chẳng những nó sẽ kém phát triển mà nó còn gây ra những cái rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là đối với heo con. Do đó mà cái việc mà dùng cái cám rẻ đó thì cái thời gian nuôi nó kéo dài, cái con heo nó bị chai và nó chậm lớn, và cũng như là cái chi phí nó bị tăng cao. Vâng, vừa rồi hai vị chuyên gia của chúng tôi đã phân tích đâu là những sai lầm mà bà con hay gặp phải. Đã bắt được bệnh rồi thì tất nhiên là các vị chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp cho quý vị và bà con. Sau đây xin mời chuyên gia Tạ Hùng di chuyển ra màn hình để chúng ta cùng phân tích những giải pháp cho trường hợp của hộ chăn nuôi số 1 mà ở đây đó là vấn đề về quản lý chuồng trại. Xin mời chuyên gia. Chúng tôi có những cái giải pháp sau để đảm bảo cho cái việc mà thông thoáng và giảm được cái nóng bức ở môi trường nuôi. Giải pháp thứ nhất là hệ thống phun mát mái. Cái giải pháp thứ hai là chúng ta vận dụng cái hệ thống quạt. Quạt ở đây thì nó sẽ là quạt thổi để tạo cái thông thoáng. Nó khác với lại cái hệ thống quạt hút ở trong những cái chuồng lạnh. Lắp đặt cái quạt thổi này đó thì chúng ta cần phải lưu ý những cái yếu tố kỹ thuật sau. Quạt cách nền 1,7 m, khoảng cách giữa quạt với nhau là 10 m, đặt ở giữa của cái theo chiều dọc của dãy chuồng. Và loại quạt mà thông dụng chúng ta sử dụng để mà tạo cái sự thông thoáng đó là cái quạt 0,7 x 0,7 m. Chiều của quạt thổi đó cùng chiều với lại cái hướng gió thổi. Thì ngoài ra thì chúng ta có một cái giải pháp thứ ba, thì đó là chúng ta dùng cái phên tre hoặc là chúng ta dùng cái tấm cách nhiệt PP hoặc là OPE, hoặc là chúng ta dùng cái hệ thống tấm xốp để chúng ta ốp sát cái mái. Xung quanh khu vực chăn nuôi á, thì tôi thấy là cái bà con thường trồng cây, dù là cây tạo bóng mát, nhưng mà những cái cành nhánh bên dưới hoặc là những cái bụi rậm á, thì nó sẽ cản trở cái luồng gió thổi, do đó mà chúng ta phải phát quang. Ứng dụng những giải pháp này nó chỉ có cái hiệu quả cộng hưởng là khi mà chúng ta đảm bảo được cái mật độ nuôi. Thì trong cái chuồng heo hở á, thì chúng ta phải đảm bảo là 1,2 m² trên con. Vâng, và sau đây thì xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ di chuyển ra màn hình để đưa ra giải pháp cho vấn đề chăm sóc heo của trường hợp hộ chăn nuôi thứ hai. Xin mời chuyên gia. Trong lúc chuyên gia Phạm Ngọc Thạch trao đổi về vấn đề chăm sóc heo thì xin mời chuyên gia Tạ Hùng sẽ chuẩn bị thông tin cho vấn đề quản lý dinh dưỡng của nông hộ số 3.
Để khắc phục những cái sai lầm của cái nông hộ thứ hai trong quá trình chăn nuôi heo, nước giếng đào hoặc là nước giếng khoan thì cái kim loại nặng lại tương đối nhiều. Thế vậy xử lý như thế nào? Phải dùng một cái hệ thống lọc nước, lọc các cái chất hữu cơ và lọc được, các cái kim loại nặng. Và đồng thời cũng phải sử dụng các cái hóa chất thì chủ yếu dùng chloramin. Thế vậy thì để đảm bảo cái lượng nước hàng ngày cho heo thì bà con chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất phải đảm bảo cái áp lực nước. Thì theo các nhà khoa học và tính toán của chuyên môn là cái áp lực nước ở đây phải là 1,5 lít trên 1 phút. Đặc biệt là cái núm bú cho heo thì cần phải bố trí là 2 núm bú cho 10 heo. Và cái núm bú đó phải đặt cách cái mặt nền 45-65cm và vuông góc với vách tường. Và con chúng ta nên nắm được vấn đề đó để khắc phục những cái thiếu sót trong quá trình chăn nuôi. Xin cảm ơn những tư vấn của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Và lúc này thì chắc hẳn là chuyên gia Tạ Hùng đang rất nóng lòng muốn chia sẻ tới quý vị và bà con về trường hợp của hộ chăn nuôi thứ ba. Trong cái trường hợp này thì chúng tôi có 2 giải pháp. Đầu tiên hết là cái thức ăn phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Và chúng ta phải ngăn ngừa được cái chuột bọ cũng như là chim chóc. Thức ăn phải được chất trên cái pallet hoặc là có những cái gỗ mà đặt cách nền 10cm là tối thiểu để tạo cái sự thông thoáng và tránh cái việc nóng ẩm. Kho cám nơi chúng ta bảo quản thì cũng không nên có những cái hóa chất để chung với cái thức ăn. Thí dụ như là phân bón, như là thuốc bảo vệ thực vật hoặc là thuốc sát trùng. Với cái hệ thống mà sử dụng cái máy ăn tự động thì chúng ta phải có nắp, và trong cái quá trình sử dụng cám cũng có những cái bao cám sử dụng dễ dàng thì chúng ta phải xoắn cái miệng bao để đảm bảo cái mùi thơm của cám. Thức ăn cũng cần được tích hợp thêm những cái chất bổ sung như men tiêu hóa giúp cho heo nó hấp thu tối đa cái thành phần dinh dưỡng nó có ở trong cái thức ăn, sẽ làm cho cái thời gian chúng ta nuôi heo thịt ngắn lại. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí và chúng ta sẽ cải thiện được cái năng suất của chăn nuôi heo thịt. Xin cảm ơn tư vấn của chuyên gia Tạ Hùng. Và với những thông tin trên, hy vọng bà con sẽ khắc phục được những sai lầm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cho hiệu suất đàn heo giảm rõ rệt. Ngoài những thông tin tới từ 2 vị chuyên gia của chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới bà con kinh nghiệm thực tế của các nông hộ đã khắc phục thành công những vấn đề trên. Chuồng trại và điều kiện chăn nuôi là yếu tố hàng đầu mà ông Trương Văn Tám chú trọng khi nuôi gần 200 con lợn thịt. Theo ông Tám, với môi trường chăn nuôi thông thoáng và vệ sinh chuồng trại thường xuyên sẽ giúp đàn lợn được khỏe mạnh cho năng suất tốt nhất. Qua thời gian chăn nuôi thì mình có rất là kinh nghiệm mà để làm mát cho chuồng trại. Như mỗi chuồng thì 25m² phải từ 2 cái quạt là mát cả ngày lẫn đêm. Còn ở trên mái thì mình phải phun cái xương để cho nó mát, dùng cái tấm tôn lạnh cho nắng trực tiếp xuống. Xung quanh thì mình phải phát quang liên tục. Heo nhà mình thì lúc nào cũng an mẹ là nằm thôi. Vừa rồi mình xuất được hơn 50 con. Như thời điểm này thì mỗi con là được 2 triệu. Với ông Phù Văn Phú, để nâng cao hiệu suất cho đàn lợn thịt, ông luôn đề cao vấn đề thức ăn và nuôi dưỡng. Cám BOG này thì nuôi từ lợn lái đến lợn con nên không nên nuôi đến xuất chuồng. Thì nói chung là lợn con thì nuôi cám của lợn lái thì lợn con thì nó đỡ đỉ, mình phải dùng thuốc ít. Mới thứ hai nữa là nó nhẵn lợn thịt thì nó bóng ra hơn, 8-9 bao là mình có thể xuất chuồng được, tạ hơn tạ. Mức độ xuất chuồng nó kiểu nó đều, mình thích bán xuất chuồng lúc nào thì nó có thể là bán được lúc đấy vì nó tăng mông đều. Thưa quý vị, thưa bà con, muốn heo mau lớn, đạt hiệu suất cao thì cần phải tạo giải pháp đồng bộ cả trong lẫn ngoài. Bên ngoài tạo một môi trường thoáng mát, an toàn sinh học cho heo cảm thấy thoải mái. Bên trong chọn cám tốt, dinh dưỡng cao, tích hợp sẵn hệ men tiêu hóa giúp heo hấp thu hết dinh dưỡng trong thức ăn. Một lần nữa cảm ơn 2 chuyên gia đã cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tiếp theo của chúng tôi trong tập thứ 3. Xin chào và hẹn gặp lại! Suốt một thời gian dài khi giá lợn giảm thấp, người chăn nuôi bỏ bê chăm sóc nái, giảm khẩu phần ăn, bỏ qua các chu kỳ động dục, không tiêm vaccine đầy đủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất sinh sản của nái.
Hiện nay khi giá lợn tăng, nguồn giống thiếu hụt nhưng nái lại đẻ kém, đang là trăn trở của rất nhiều người chăn nuôi. Hiệu suất vàng tập 3 với chủ đề phục hồi sức khỏe sinh sản giúp nái đẻ sai được phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày 23 tháng 8 sẽ có câu trả lời cho bà con chăn nuôi.